Cái gì? Ui ui sầu riêng để mà ăn chực đây nè mọi người. À mấy bạn đừng có thắc mắc tại sao giờ này tôi hay ăn chực nha, tại vì tôi rất là lười nấu đồ ăn với lại là hết tiền rồi. Hết ăn chực nhà Chim Ki xong rồi qua tới sầu riêng. Nhưng mà không sao, chị em mà đúng không, chị em với nhau mà tính toán gì mấy cái đấy. Ok, trước khi vào video. Lẹ đi bà nội ơi. Dạ vậy em nấu đồ ăn em phải lẹ chứ, mắc gì em hỏi chị. Trời ơi, Chung chào viên. Hơi lâu à. Ok ok, cái nó đợi mình chào đó mọi người. Ok vậy thì hello mọi người nha. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình. Và nhấn đăng ký, cộng thêm cái chuông bên cạnh để nhận thông báo sớm nhất từ channel của mình. Và nhấn thêm đăng ký ủng hộ các thành viên Chim Sinh Tố nữa nha. À và thứ năm hàng tuần thì mình sẽ livestream ở Biệt Đội Sinh Tố. Các bạn nhớ subscribe channel Biệt Đội Sinh Tố của tụi mình, xem tụi mình livestream nha. Ok, bây giờ mình đói lắm rồi. Mình đang muốn ăn sầu riêng. Cái gì trời, ăn cái gì, ăn sầu riêng cái gì tầm bậy rồi. Không. Cái này gọi là ăn đồ ăn. Ăn mới đồ ăn, ăn của sầu riêng nấu. Trời ơi, nấu gì thì cho là được, đi nấu cái gì đâu mà ngán ngủ rồi đó. Ok. Rồi mấy bạn đoán với tôi không? Thử đoán xem bao lâu sầu riêng có bạn gái hay là sầu riêng vẫn ế muôn đời. Không bao giờ ế đâu. Phím 1 là sầu riêng sẽ ế, phím 2 là sầu riêng sẽ có bạn gái. Ok, nhớ comment phía dưới cho mình tham khảo nha. Trời em, nhà này em biết dồn, vô đây ngồi. Vô vậy, tôi thấy bực bà lắm rồi đó. Trời ơi, em có biết dạo này á, có cái đám chó đến từ địa ngục không? Hình như là biết á. Nhìn mặt là, ủa biết hả? Chị đang định nói nhìn, nhìn mặt là không biết. Chỉ khinh thường em à. Trời, mặc dù mà... mặc dù em không có ở trong làng nhưng mà cái miệng của Chim Ki là em biết hết trơn. Thì á, cái miệng của Chim Ki nó nói, ủa hai chị kìa. Ủa đi đâu vậy? Hello. Ủa, chào hai người ế. Hai người ế. Duyên. Mấy bữa nay á, làng mình mấy con chó á, nó qua nó xâm chiếm hả, nó giết người tùm lum tùm lá hết trơn á. Mà hơn á, làng mình là có kiểu pha cái thuốc đồ nè cái thứ, có trưởng làng giỏi cho nên mới không chết người á em. À trời ơi, nghe nói vậy làng mình cũng xịn chứ bộ, mấy con quỷ chó đấy. Trời ơi, trời ơi, đừng có chửi. Dạ? Nó tới từ địa ngục em chửi. Ủa, nó là nó bị, nó cắn ngay bây giờ đó mà. Không. Ôi, nghe nói nó bị tiêu diệt rồi mà chị. Trời ơi, nó được sinh ra bởi một cái bà phù thủy, bà rất là ghê, nó có thể hồi sinh lại được đó. Quá đơn giản cho nhà bông với em là em xử nó cái một. Trời đúng rồi. Ê, giữ em vậy. Hai chị hả, đi đâu vậy hai chị, nó làm gì? Dạ. Kìa, thấy được. Hello. Cái bóng luôn á. Nghe vậy? À, bị đặt chơi thuốc tàn hình. Ờ, bị đặt chơi thuốc tàn hình. Làm như không thấy. Trời, mấy bạn ơi, mình sợ mấy bạn. Mặc dù mình cười nói vui vui gì đó nhưng mà mình cũng rất là sợ luôn á. Tại vì tụi nó tới từ địa ngục đó. Mấy bạn mà xem video clip của Team Sinh Tố, mấy bạn sẽ thấy là mấy con chó nó ghê lắm. Mặc dù nó là gì, hồi lúc trước á, là gì, biệt đội cứu hộ, chú chó cứu hộ của Anrador rất là dễ thương nha mà. Ừ, mình đã gặp tụi SE rồi. Mấy con chó cứu hộ SE rồi, nó ghê lắm, mình sợ lắm. Mình rất là lo cho an nguy tối nay của sầu riêng nó như thế nào. Trời ơi bạn ơi, trời tối rồi. Mình rất là sợ cái đám chó đó, nó qua nó làm gì sầu riêng đó. Mình sợ quá, mình phải qua. Mình chăm lo cho thằng em ế của mình thôi. Trời đất ơi, sầu riêng. Sầu riêng ơi. Ai hả? Sầu riêng. Ai hả? Xuống đây. Xuống đây. Đâu rồi? Lên đây đi. Đâu em đâu? Trời đất ơi. Trời ơi, đang thú rồi. Vậy? Thôi em qua nhà chị đi. Qua nhà chị ngủ đi. Gì bà nội? Em qua em ngủ dưới nhà chị ngủ sofa đi. Em biết khùng á, tự nhiên ở nhà em không ngủ, cái chị qua nhà chị ngủ sofa rảnh. Thôi trời, chị rất là lo cho cái mỏ của em hồi sáng luôn á, em dám chửi cái đám chó đó. Đâu. Trời ơi, chị bị khùng á, trời mấy con chó em thách nó dám đụng tới em luôn á. Trời ơi, mày đừng có nói nữa, mày đừng có nói là thách gì nữa, nó cắn mày chết bây giờ đó. Thôi, chị đừng có dụ em không có sợ đâu. Thôi, đi qua chị... nhà chị ngủ đi, qua đi. Thôi chị ơi, trời ơi, chị ế quá, cái xong chị muốn nảy sinh ý định làm bậy hay gì. Trời ơi, chị làm gì hả? Mình đang có ý định tốt, tôi đang có ý định tốt, tôi rủ nó qua cho nó an toàn. Có gì hả, còn có thể hả? Bảo vệ nhau được. Nói gì mày, ê chị mày ế nhưng mà có lòng tự trọng nha. Nha.
Cái gì? Ui ui. Cái gì vậy? Ơi, con gì? Ơi, vụ gì? Cái gì vậy? Ủa đâu gan đóng chó vậy? Hả? Tụi mày là đâu vậy? Tụi mày là chó nhà ai? Tại sao tụi mày nhìn mặt tụi mày đáng sợ. Ơi chị Na Bi ơi, chị Na Bi ơi. Chị Na Bi. Chị Na Bi ơi. Na Bi ơi. Cái gì mà ồn ào vậy? Cái gì? Ơi, trời ơi, đâu ra vậy mày ơi? Chạy ơi trời ơi chị ơi. Cái gì vậy trời lớn ơi sao đồ mày đắp tùm lum tùm la vậy quỷ. Ý nó kìa trời nó kìa. Trời nó cắn gách quần em luôn kìa. Trời ơi hú hồn chi nén các bạn thấy không. Tôi đoán được rồi, tôi rất là kiểu có linh tính không ra không may mà. Trời đất ơi. Sầu riêng ơi nó cắn em mặc quần con heo hả sầu riêng. Em mặc quần con heo hả sầu riêng. Em mặc quần con heo hả sầu riêng. Em mặc quần xịp con heo hả? Trời ơi, mặc quần... Đừng có nhịn, trời ơi. Trời ơi, đừng có nhịn chị ơi. Trời ơi, mày máu mềm lâm ra. Bây giờ mày đứng lên. Em bắn, kiểu em chiến đấu được không? Bây giờ á, sao nó cứ ở đây hoài vậy ta? Hay là nó hửi được mùi á, nó hửi được mùi máu á? Đi sao? Nhưng mà hình như tụi nó không biết được cái đường dưới đây đâu. Thì tụi nó không biết nhưng mà hình như tụi nó hửi mùi được á. Bây giờ nè, trong rương nè, chị có súng nè, chỉ có hả giáp được cái thứ này mặc giáp vô. Ủa mấy con này là mấy con chó mà ở trên địa ngục á hả? Ở dưới địa ngục bà nội, ở trên địa ngục. Ủa, là ở đâu à? Trời ơi em bị quán mà. Thôi lấy súng đi, lấy súng mạnh hơn á, tại vì tụi nó sẽ bu vô đánh rất là nhiều, em chịu không có nổi đâu. Ok ê hey, chị thông hơn chưa? Hơn ta là cảnh sát trưởng á, ta được cắp súng một đống luôn. Bây giờ nha cả. Bây giờ đi lên á, gặp con nào là bắn con đó liền nha. Ok. Tại vì bây giờ em bị cắn chảy máu rồi. Ôi giời, tụi nó hay phát hiện chỗ mình hay gì kìa. Ừ, em mới thấy con nó cứ đi qua đi lại hoài à. Xuống không. Lên. Đâu rồi? Tụi mày đâu? Ủa sao có con đào vô lên đi sầu riêng lên đây. Lên đây. Ê, tụi nó nè. Ôi. Sao? Ê, tụi nó trên lầu kìa, tụi nó trên lầu kìa. Chạy ra. Chạy ra. Thứ con chó mặt sệ mày. Trời ơi sao bắn không dính gì chơi vậy nè trời. Trời ơi trốn lên chị ơi đừng có dạ. Cắn. Ôi da. Ôi da. Ôi ơi bên em đông quá vậy. Súng hết đạn rồi nè. Trời ơi trốn lên nè bây ơi. Trời ơi sao mà tụi nó trâu quá vậy nè. Em bắn coi. Trời ơi một bậy đi luôn nè. Em bắn coi để chị làm súng vô mới được. Ôi da. Chị ơi vậy bên này đông lắm, 4 con ở đây nè. Chị đang bị con này bắn nè. Em bắn chung với chị con này đi. Ờ có một con nè, chị lo nó không xong nữa. Trời ơi sao bắn hoài nó không chết vậy trời. Đó mày ngói nó đi, mày chửi nó nữa đi. Có dại không mà cắn đau dữ vậy. Đây là con chó này đến từ địa ngục. Ê nha sao súng nó hết đạn hoài vậy. Ủa chị nó không bao giờ chết luôn hay sao. Chết mà nè, nó chết một con rồi nè, nó chết một con rồi. Mày ui da. Lên đây chị, lên đây nè chị. Cái con Skye này hồi trước chị có nuôi nó nè. Bây giờ ai da. Chết rồi. Con ui, cái con quỷ thì nó cắn nó hoài vậy. Rồi, còn một con nữa. Nè nó. Đâu đèn, nó chạy, nó bỏ trốn. Ừ, con này nó bỏ trốn. Bắn nó lại. Con là Nabi ơi, rửa cái đi Nabi ơi, bị chấn thương cái chân rồi. Ê, con này đầu đèn. Em bị chấn thương rồi. Con này đầu đèn mà sao nó cũng gì quá ha. Con là chị ơi, em bị chấn thương rồi, em đi không được. Trời ơi. Mày chết đi. Ok mọi người, mình đã giải quyết được cái con cuối cùng luôn rồi. Trời đất ơi, mệt quá, sao đi nó đã mất tiêu rồi ta. Trời ơi, trời đúng là chị đó mẹ rồi. Ê da, sorry à. Trời đất ơi. Trời có sao không? Trời ơi, nè. Chị hết nổi luôn. Đây là cái tội vạ miệng nè mấy bạn, vạ miệng đó. Ôi, hai chị ơi, cứu chị. Trời ơi, hai chị ơi, nó
nó chửi cái đám chó Radio SE đó. Xong rồi vậy chửi hả? Ừ. Chơi vậy. Dạ, chửi đáng quẹ chửi nhá. Quẹ quẹ đạp cho gãy giò luôn. Trời ơi, mới vừa cầm súng xử hết tụi đám tụi nó nè, bắn mệt muốn xỉu luôn. Thôi đừng đạp nó nữa. Thôi giờ ê kinh này. Nó bị cắn gãy chân rồi. Không biết có gãy chưa đây. Nhưng mà chó cắn, chó cắn mình chắc không gãy đâu. Trời ơi, cái này chắc chắc không phải gãy chân đâu. Chó gãy chân cho đập mấy luôn. Chị coi nè, chị coi nè, gãy nó cắn rồi. Thôi trời ơi, nó bật quần con heo kìa. Đi nhanh lên, đi nhanh lên. Thôi đỡ, đỡ, đỡ nó dậy đi xuống phòng thí nghiệm. Hai chị chích dại cho, bây giờ chó cắn rồi. Trời ơi mấy bạn ơi, cuối cùng là mình cũng đem nó được xuống đây cho nó đi chích rồi. Chứ kìa mai nó bị cái gì mình không biết luôn á, cho cái nè, mỏ. Nè nè nè, chào quen, thứ nhất nè. Lần này tôi chích chồng chơi nè, cho ông nát cái mông nè. Tôi chích chồng mới mũi nha. Ôi trời ơi. Nói chung quá. Tôi đâu có bị cái gì đâu, sao lại chích đít tôi. Nói chung quá là nó cũng an toàn rồi mọi người ơi. Sao riêng nha bốt, mày không có vạ miệng nữa nha mày. Trời ơi. Thứ nhất nè, lì nè. Cái chết tới ai, phóng gì phóng bình chì. Bye bye mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết clip của mình. Nhớ like, share và subscribe để ủng hộ cho mình nha. Trời ơi. Thấy cũng tội mà thôi cũng cởi á. Mày chích đi mày. Cho bớt dạy. Trời, 5 mũi rồi. Mũi thứ 10 nè. Bye bye, see ya mọi người.